Hello Thăng Sài Gòn xin nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống ạ. Thưa quý bà con, hôm nay tiếp tục tôi quay lại câu chuyện của Túng Sơ Lơ cùng một số cái nhân vật liên quan trong cái sự vụ của chị Hà. Thưa quý vị, thì những ngày vừa qua đó thì chúng ta cũng đã nhìn thấu gáy của những người trong gia đình của Túng Sơ Lơ. Có nghĩa rằng khi mà cộng đồng mạng dậy sóng và liên tục đặt ra những cái dấu hỏi, đặt ra những cái câu hỏi mà đến bây giờ vẫn còn chưa có một cái lời giải đáp, thì thay vì gia đình của Túng Xà Lan sẽ phối hợp với những người liên quan để sớm tìm ra một cái lời giải đáp, để cho có một cái câu trả lời cho nó thích đáng trước mặt hai con của Túng Xà Lan và bên gia đình của chị Hà cùng với cộng đồng mạng chúng ta. Tuy nhiên, thay vào cái vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng những người mà trong gia đình của Túng Xà Lan thì cứ lên cộng đồng mạng cứ là vâm va vâm vâm, có nghĩa rằng lên để mà không biết là họ lên để mà họ dẫn dắt một cái gì. Nhưng chúng ta thấy rằng ở đây bất kỳ thành viên nào của gia đình Túng Xà Lan lên cũng khoe trong một trong những cái vấn đề: một là mình giàu có, hai là mình không phải là một người có trình độ, ba là lên để mà phủ lấp những cái công mà chị Hà đã bỏ ra một khoảng thời gian gọi là gần 20 năm để mà vun đắp cho những cái khối tài sản của mình đó. Và cái vấn đề thứ tư thì chúng ta cũng đã từng nghe những người liên quan trong gia đình của Túng Xà Lan cũng khẳng định rằng chị Hà là một trong những người có tiền. Nhưng lúc mà chị Hà chết đi thì trong cái séc còn 13 triệu theo lời của Túng Xà Lan. Thì không biết rằng cái số tiền 13 triệu đó thì có đủ cho kể như là Túng Xà Lan mà trị bệnh trong những ngày vừa qua hay không. Đấy, nói thật sự đây là gọi là một trong những cái gọi là mất cả chì lẫn chài. Lấy tiền trong cái két sắt mà không đưa cho gia đình của chị Hà để mà bảo quản, để mà kể như là phục vụ cho cái vấn đề học hành của hai đứa trẻ, mà người ta lấy mà sử dụng trong một cái đích gì đó thì chúng ta chưa biết. Nhưng chắc anh rằng cái số tiền 13 triệu thì so với những cái gì họ bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua để họ trị bệnh thì nó thật sự như muối bỏ biển. Đến bây giờ nó thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái bệnh của họ là một trong những cái bệnh gọi là xưa nay hiếm. Cái bệnh đây là gọi là cái như là còn tiền thì còn thở, mà hết tiền gọi là cái như là tách thở không. Cái bệnh đây là rất căng. Để mà tôi còn nói quý bà con rồi, cái bệnh này không thể sống được nếu như hết tiền. Đó, cái bệnh rất ghê quý vị. Nghe nói cái bệnh không đủ ớn đúng không? Đấy, mà sẵn thông căn bệnh đây thì tôi cũng thông báo cho bà con một cái tin vui. Có nghĩa hiện bây giờ cái tiến trình mà của gia đình của chị Hà có những cái bước chuyển biến nó rất khả quan. Đó, và chúng ta là những người ở cộng đồng mạng, chúng ta hãy trông chờ. Chúng ta trông chờ vào những chuyến đi du lịch dài hạn của những người bên kia. Đấy, bây giờ nó thật sự những ngày vừa qua họ cũng đã tranh thủ đi du lịch, mà bây giờ kiểm tra kỹ theo lời của dì Năm nói là dì Năm đi du lịch, nhưng thật sự không phải. Dì Năm đang đi tìm thầy, đang đi tìm thầy trị bệnh, chứ không phải dì Năm đang đi du lịch như dì Năm nói. Dì Năm đang đi tìm thầy trị bệnh, hoặc là đang đi cùng với thầy để mà kể như là tìm ra những cái phương thuốc bí truyền để mà trị bệnh, chứ không phải dì Năm đi du lịch như chúng ta nghĩ. Và chẳng phải là đi du lịch như mà dì Năm nói nhưng những ngày vừa qua đó. Và sắp tới đây thì dì Năm cũng chuẩn bị đi một chuyến gọi là đi du lịch tại Vũng Tàu. Nghe nói Vũng Tàu đây cũng là có một vị gọi là cái như là pháp sư cũng là cao tay ấn, cũng là có hẹn trước với dì Năm rồi, xuống để mà bố cho một toa thuốc để về là trị bệnh. Đây là cũng là một vị thầy cuối cùng mà dì Năm kể như xuống đó để mà khấn vái để tìm thuốc. Đi mà cái như đợt này á, là nếu mà dì Năm đi du lịch đợt này đó, đi Vũng Tàu đó, thì không phải đi một mình của dì Năm, mà dì Năm đi rất nhiều người. Nói chung là nguyên cả chiếc xà lan chắc là cũng là chở chắc cũng đủ. Thì cái vấn đề đây xuống dưới đó là gặp gặp một cái vị pháp sư cũng là cao tay ấn, cũng có hẹn trước dì Năm rồi.
bà cứ xuống ở đây à, để tôi xem tôi giúp bà được cái gì hay không. À, thì cái bệnh tình của bà với là những người liên quan những ngày vừa qua là nặng lắm đâu, nhưng mà cái như là nên nhớ rằng cái vấn đề đây là còn nước còn tát, thao ráng mà tát đi, tát đi cho bây giờ nó thật sự đìa đã cạn rồi, cũng hết nước tát rồi, còn nước còn tát mà tát cho đã rồi, bây giờ nhìn lại cái đìa nó khô queo rồi mà vẫn là còn muốn tát, không biết họ tát cái gì. Cái vấn đề chúng ta thấy rằng ở đây có những người mà trong gia đình của Tuấn lên cái trách móc Bê Linh, lên trách móc mẹ chị Hà, mà mình chưa bao giờ thấy là họ đặt một cái trách nhiệm của họ trong sự việc của chị Hà, đúng không? Điều này mà là nói thật sự cả cộng đồng mạng phải bức xúc. Họ chỉ lên là biết trách, họ chỉ lên biết trách biết hờn, chứ họ không biết trách nhiệm của họ ở đâu, họ không đặt hoàn cảnh của họ vào hoàn cảnh của người ta, mà họ cứ có những cái gọi là suy nghĩ, gọi là cái như là chủ quan suy nghĩ của những lối của những người trọc phú, mà họ quên đi một cái đạo đức của một người mà cần phải thấu hiểu, cần phải chia sẻ trong những ngày vừa qua với gia đình của chị. Đáng lý một người cô, một người bà, người thông gia thì chúng ta cũng phải là cố gắng tìm hiểu, cố gắng để mà cái như là có những cái gọi đồng cảm sẻ chia cùng với gia đình của chị Hà, ít ra là với hai đứa trẻ đấy, và người mẹ già đấy. Nhưng đằng này bà con thấy đi, những ngày vừa qua hết người này lên trách, hết người kia lên chửi, mà thậm chí là cái văn hóa này tôi nói rồi, văn hóa đây là gọi là cái như là nó giống như là một cái bài mà từ thuở nhỏ họ chỉ học một cái bài duy nhất thôi, lên chữ rào, lên khoe của, lên để mà cái đấy trách nhiệm, đấy cái như là cái ấy cho người khác. Còn họ chưa bao giờ họ cái như là tự họ suy xét cái lương tâm của họ. Đấy. Những ngày vừa qua chúng ta thấy rồi, hết cỡ như là dì Năm, rồi cậu Tám, rồi cỡ như là dì Mười, rồi đến là em út của Tuấn Xà Lan. Rồi những ngày vừa qua đây là có một số người gọi là bạn bè của Tuấn Xà Lan cũng điện qua một số kênh YouTube khác. Đấy, để mà hẹn ngày, hẹn giờ, để mà ra chỗ nào đó để mà gọi là cái như là tí thí với nhau. Tôi nói thật với quý bà con, cái loại đây nó còn cái gì nữa đâu mà tí với là thí, nó đâu còn một cái gì nữa đâu mà tí với thí. Tôi nghĩ bây giờ đó mà đậm tới bọn này đó thì xem như là cái như là cái chén sành mà đối với chén kiểu, đúng không? Nó không còn gì để mất cả. Nói thật sự những kẻ này bây giờ là gọi là giai đoạn gọi là chó cùng cắn dậu rồi, không còn cái gì để mất cả. Việc gì mà chúng ta phải đi hẹn, phải là đi thách đấu với nó làm chi? Để khuyên những anh em mà cái như là đã từng lên cộng đồng mạng để đóng góp cái sự việc của chị Hà thì những kẻ này không xứng để chúng ta phải là đi hẹn, nó không xứng với gì, nó thật sự nó không xứng mà để chúng ta phải là hẹn hò với những kẻ này. À, vì nó thật sự bây giờ nó giống như cái nồi đất mà đi đổi ngồi đồng, đúng không? Nó đâu có đủ tư cách, bây giờ nó dạng 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 cùng đâu, bây giờ mang chất là cái như là một con cá mà đã lên thớt rồi, bây giờ chẳng qua là dãy là nháy là náy, được giây phút nào đỡ giây phút nấy thôi. Đấy. Chứ không phải là bây giờ là nó là một trong những cái người mà đang đứng cái thế thượng phong. Đấy, mà thế thượng phong hiện bây giờ là cái như là gia đình của chị Kim Hà. Đấy. Hiện bây giờ đó là có những cái rất khả quan trong cái sự việc đi tìm ra một cái gọi là cái đáp án cuối cùng liên quan cái chết của chị Hà. Mà những ngày vừa qua chắc là tôi nghĩ rằng bà con cũng đang mong đợi. Hiện bây giờ là gia đình của chị Hà là một trong những người mà đang sốt sắng nhất, đang cần kết quả đến nhất. Yeah. Và chúng ta là những người ở cộng đồng mạng thì thấy những cái gì nó bất bình, thấy những cái gì mà kể như là nó không có phù hợp với một cái lẽ tự nhiên thì chúng ta được quyền đặt dấu hỏi quý vị. Không ai cấm chúng ta cả, chúng ta được quyền đặt dấu hỏi miễn sao chúng ta không quy kết cho bất kỳ ai. Đã thấy cái vấn đề liên quan đến chị Hà thì có hàng loạt dấu hỏi, có hàng loạt dấu hỏi, có hàng vạn dấu hỏi để chúng ta phải đặt. Nhưng đến bây giờ ai là người trả lời? Đừng bao giờ nói giống như con em út của Tuấn Xà Lan, bảo rằng ai muốn biết thì tự đi tìm hiểu. Cái điều đây là nói thật sự, khi mà con bé này đó nó lên nó nói một câu như vậy thì chứng tỏ rằng con bé này cũng là một cái dạng như là máu lạnh vô tình, không kể như có một chút cái lòng xót thương. Mà xót thương đây nó thật sự xót thương ai? Mình đâu có bảo nó xót thương người ngoài đâu, mà ở đây xót thương cho chính cháu ruột của nó.
nhưng nó gọi là cái như là dặn bóng lạnh rồi, nó đâu có biết là hai đứa nhỏ này là cháu ruột đâu. Đáng lý mình là người cô đấy, lên ta phải là dùng những cái lời lẽ gọi là cái như là ta khuyên răn, dùng những cái lời lẽ động viên an ủi đó. Mà nói thật sự không cần thiết phải là lên cộng đồng mạng đó, mà chúng ta cái như là nếu như mà nhìn lại cái nhân vật này lên cộng đồng mạng cũng để chống chế. Chứ còn nếu một người cô gọi là cái đủ cái sự gọi đạo đức, đủ cái tình thương yêu với hai đứa nhỏ, tôi xin thưa quý vị thì người ta sẵn sàng, người ta cả như gặp riêng à, Bê Linh dù sao nó lớn rồi đấy, rồi hỏi à, muốn hỏi muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi phải học. Ta hỏi rằng Bê Linh nó khúc mắc cái gì, ừ con có khúc mắc cái gì mà con lên cộng đồng mạng kể như là con nói như vậy, thấy không? Có ai xu khiến như con không? Mình phải dùng một cái tấm chân thành của một người cô, mình hỏi nó, tiếp cận nó. Mà tiếp cận nó không được vì sao? Vì mình sống cái như quá, kể như nó thật sự quá chó má cho anh cháu nó xa lắm, đúng không? Chứ một người cô mà nó thật sự tiếp cận nó cháu ruột không được thì thôi vứt đó. Mà nó cũng, tôi nghĩ nói đi nói lại nó cũng đúng quý bà con. Có nghĩa là Tuấn mà bây giờ tiếp cận Bê Linh không được thì dễ chi mà có những người cô người bà tiếp cận được. Có nghĩa rằng cái như là Bê Linh nó phải là giữ một khoảng cách an toàn, nó rất sợ, nó rất sợ, đúng không? Có nghĩa rằng hiện bây giờ đó, những cái mà liên quan về mẹ nó, những cái mà cái như là mẹ nó mà nằm dưới dòng sông lạnh là kể như là 12 ngày, đến bây giờ Bê Linh vẫn đặt một dấu hỏi, thì làm chi mà cái câu trả lời chưa có mà nó dám tiếp cận với người cha, với người cô, đúng không? Khó lắm quý vị ơi, khó lắm. À, cho nên muốn tiếp cận được đó thì phải là giải mã đi. Vì sao? À, còn cái chuyện mà một người cô, một người bà mà lên cộng đồng mạng để mà hơn thua, lên cộng đồng mạng để mà phân cao thấp với là một đứa trẻ 18 tuổi chưa tròn, thì tôi thấy là cái đẳng cấp của họ cỡ đấy hay là thấp hơn, chứ không hơn cao hơn chút, không có cao hơn được một chút nào quý vị. Mình là người cô, mình là người bà, giống như là bây giờ nói thật sự ở cháu sai thì mình được quyền mình dạy, nhưng không phải là dạy trên cộng đồng, không phải lên cộng đồng mạng để chửi mắng, đúng không? Nhưng tôi thấy cái gia đình này hơi lạ đó. Cái gia đình này là bà con thấy dì Năm cũng lên cộng đồng mạng chửi là con Bê Linh nó ngu lắm, con Bê Linh nó như thế này thế khác, rồi cô cũng vậy, con Bê Linh thế này thế khác. Thế thì mình chửi người ta như vậy, mình chửi một đứa mà gọi là đứa con đứa cháu mình như vậy, thì người cộng đồng mạng họ bức xúc, có đúng không? Đúng quá thì nữa, đúng. Đây là những người trong một gia đình, nên nhớ rằng dù có như thế nào đi chăng nữa thì Bê Linh và những người mà lớn đứng lên chửi Bê Linh cũng là một trong những người trong một cái gia đình. Đấy. Tại sao họ không dùng những cái lời lẽ mà kể như là nó êm đẹp hơn để mà dàn xếp, mà họ lên cộng đồng mạng họ banh chành ra. Có nghĩa cái văn hóa của họ là phải vậy. Cái văn hóa của họ là như thế. Họ ứng xử là như vậy. Đấy. Để họ thể hiện, họ thể hiện một cách gọi là cái sự mà gọi là nó ấu trĩ trong cái lối suy nghĩ. Họ phơi bày ra cái vấn đề đó cho cộng đồng mạng chúng ta biết, chứ từ trước giờ chúng ta biết mà biết chưa rõ. Cho nên thông qua cái chuyện mà người cô ruột mà lên mà chữ Bê Linh rồi cái người bà mà gọi là thương con Hà dữ dằn lắm lên chữ Bê Linh, thì chúng ta thấy rằng những người này cái lối suy nghĩ của họ nó còn ấu trĩ, còn ấu trĩ, mà cái sự hiểu biết của họ không bằng một góc của con Bê Linh, đúng không? Ta lên ta trách Bê Linh à, thì ta phải nhìn lại thằng cháu của mình, nhìn lại thằng anh của mình, đúng không? Nó đã sống đúng hay chưa? Về cái đạo đức nó đã có như là tròn hay chưa? Đó, rồi ta mới trách chứ. Đó, tự nhiên mà bây giờ nó thật sự đùng 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 lên đó, rồi dùng cái số tuổi mình đã đè ép một con nhỏ, đè ép sao? Đúng không? Đúng không bà Năm? Thương bà Năm dữ dằn lắm tôi mới nói á. Chứ còn không thương bà Năm dữ dằn tôi không nói quá vậy. Đúng không? Có nghĩa bây giờ mình muốn lên thì trách con Bê Linh, thì mình phải hỏi lại thằng Tuấn nó có sai cái gì hay không, về cái cách sống của nó với là con cái của nó có cái gì hay không. Đấy, nhưng thật sự là chúng ta thấy rằng Tuấn là từ lúc chị Hà qua ra đi cho tới bây giờ Tuấn chưa tròn trách nhiệm. Thậm chí lúc chị Hà còn sống Tuấn đâu có trách nhiệm một thằng cha đâu mà bảo là cái con của nó phải kính trọng, phải là